Cậu, cậu có biết con này là cá gì không vậy? Tớ chưa nhìn thấy nó bao giờ cả. Chúng ta đuổi theo nó nào. Hoa thần kỳ, mau giúp chúng tớ nào. Bún, cậu nhìn kìa. Bám sát vào phía sau nó. Sao chẳng chỗ nào có cá vậy nhỉ? À, kia rồi, nhiều cá quá. Có thế chứ. À, đây rồi, chỗ này tuyệt. Thank you.
Ngồi đây mát ghê, lại êm nữa chứ. Quái, tảng đá mình ngồi đâu nhỉ? À, mày đây rồi, tao sẽ cho mày biết tay. Không biết nó trốn đâu mất rồi nhỉ? Thôi chắc nó chạy mất rồi. Đành về vậy. Có ra đây không thì bảo. Xem người trốn trong đó được bao lâu. Này trốn này, này trốn này, trốn này. Nhả ra, nhả ra. Nhả ra. Có cách rồi. Để xem mi có chịu nhả ra không. Lu, con bị làm sao thế này? Bun ơi, cậu nghĩ cách gì cứu tớ với? Muốn rùa há mồm ra, chỉ có một cách là có một tiếng nổ thật lớn. Cách gì cũng được, cậu nghĩ mau lên. Tớ có cách rồi. Đau, đau quá. Mau lên. Ha 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 ha!
cái gì đây? Nào. Ây da. Này, này, bắt tôi đi này. Này, này, nhìn này. Nhanh lên nào. Chờ tí đã nào. Này. Đi. Đâu, đâu. Này, chỗ này này. Đi đằng này đi. Ôi dồi. Ờ. Suýt ngã ra đường thế. Tớ... Trong cửa hàng có nhiều món ăn lạ quá. Ừ, phải công nhận có nhiều món thật. Mà món nào cũng tẩm vùng đen mới lạ chứ. Ừ, tớ cũng đang đói bụng đây. Ý cậu chung với ý tớ đấy. Hay... Wow. Lu ơi, chúng mình vào thôi. Ừ. Chà chà, nhà hàng trông đẹp thật đấy. Trông này đẹp quá. Xin chào hai bạn. Rất vui mừng chào đón hai bạn ghé lại cửa hàng chúng tôi. Xin mời hai bạn ngồi vào bàn. Xin mời hai bạn chọn món ăn. À, món gì cũng được chị ạ. Miễn là phải nhiều. Và phải nhanh chị nhé. Và phải thật nhiều vừng đen nữa. Tất nhiên rồi. Xin các bạn chờ một lát nhé. Sao cậu lại ăn một mình thế? Ngon quá. Cậu chịu khó chờ món tiếp theo đi. Ngon thật đấy. Đây nữa. Ừ. Để tớ xem nào. Sao lại danh của tớ? À! Có cách rồi. Ôi, cậu soi gương đi. Thế. Soi gương đi. Chết rồi. Mặt cậu. Cậu làm sao thế
Cậu soi gương mà xem. Cậu làm sao đấy? Nhìn đây này. Chết tớ rồi, tớ bị làm sao thế này? Bun ơi, cứu tớ với. Thôi thôi, cậu tránh xa tớ ra. Tớ sợ bị lây bệnh của cậu lắm. Bệnh này của cậu là do ăn nhiều vừng đen nên nó phát ra ngoài đấy. Thôi thôi. Món nem tầm vừng đen đây. Em không ăn nữa. Cho em ạ. Chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau làm món bánh rán. Trước hết, các bạn hãy cùng tôi, chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết để làm món bánh rán. Nguyên liệu gồm có bột mì, đường, đậu xanh và dầu rán. Đầu tiên, chúng ta cho bột vào bát. Sau đó, ta đổ nước vào bột. Các bạn lưu ý, không đổ nhiều nước một lúc, mà chúng ta đổ nước từ từ, rồi ngoáy đều cho đến khi thấy bột đủ độ dẻo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhân bánh. Đậu xanh các bạn đổ chín rồi rã nhuyễn, trộn với đường. Sau đó chúng ta nắm thành những nắm thật nhỏ như thế này. Nào các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng nặn những chiếc bánh rán nhé. Cho dầu trong chảo sôi, chúng ta thả bánh vào để nhỏ lửa vừa đủ để bánh chín vàng. Nếu muốn bánh có hương vị thơm ngon hơn, chúng ta rắc một ít vừng lên bánh. Bây giờ chúng ta đã có những chiếc bánh trông thật hấp dẫn. Chà, thơm ngon quá. Chúc các bạn thành công và sẽ có những chiếc bánh rán thật thơm và ngon. Tuyệt quá, các bạn mình phải làm thử ngay mới được. Đến công đoạn nào rồi nhỉ? Tiếp theo là cho dầu vào chảo. La 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 la. Xong. Hấp. Mùi gì thơm thế nhỉ? La 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 la. Thành công rồi. Ôi tuyệt quá, mình phải thử ngay mới được. La 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 da 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 da. Thank you.
đây. Không hiểu là chiếc bánh biến đi đâu mất ấy nhỉ. Chắc chỉ ở gần đây thôi. Thủ phạm đây rồi. Thank you.
sao bây giờ nhỉ? Chẳng nhẽ mình lại thua à? Đánh rồi. Bỏ cuộc đi. Thôi, mình đi trước nhá. Bye bye. Tớ đi trước đây. Đã kém rồi lại còn đòi thi với tớ. Tưởng trốn đâu chứ, ai ngờ. Đây rồi, tớ đến với cậu ngay đây. Quái, sao lại có hòn đảo mọc lên giữa biển thế này? Cái gì đây? Cứu tớ. Bùn ơi, cứu tớ. Bùn ơi, bùn, cứu tớ. Thank you.
À. Ai làm hai cậu bị như thế này? Tại Lu nên tớ mới bị như thế này đây. Đúng đấy, chính Lu vứt vỏ chuối làm chúng tớ bị trượt chân ngã. Cả tớ cũng bị cậu ta làm ngã vì vỏ chuối đây này. Phải dạy cho cậu ấy một bài học mới được. Nếu không sẽ còn rất nhiều người khác sẽ bị ngã đâu vì trò đùa quái ác của cậu ta. À, tớ có ý này. Chạy thế này nhá. Nghe cũng được đấy. Cậu đã thấy hậu quả của trò đùa tinh nghịch mà cậu bày ra chưa? Tớ biết lỗi của tớ rồi. Xin lỗi các bạn nhé.